Thưa quý vị, trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy, thiệt hại tài sản trên 50 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người. Cụ thể, một vụ cháy cửa hàng sữa tươi tại xã Đại Hưng, huyện Quai Châu, một vụ cháy bãi rác và trạm biến áp thuộc xã Bến Sầu, huyện Văn Giang và một vụ cháy bãi tập kết phế liệu gỗ trên địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Cả 3 vụ cháy đều được phát hiện sớm, mặc dù trong ngày Tết lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời, dập tắt hoàn toàn, hạn chế thiệt hại và ngăn chặn cháy lan rộng. Nguyên nhân bước đầu xác định vụ cháy tại huyện Văn Lâm là do một cháu bé đốt pháo tại đống rác cạnh khu tập kết phế liệu. Hai vụ còn lại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đây tiếp tục là lời cảnh báo cho việc phòng ngừa cháy nổ, bởi nó có thể xảy ra ở mọi lúc mọi nơi và với bất cứ ai, bất cả lúc nào.